Sau bao ngày chờ đợi mong ngóng của những tín đồ âm nhạc, cuối cùng Gutman K160 đã cập bến Minh Phụng Music, tiếp nối thành công đợt ra mắt đầu năm 2024. Hôm nay chúng tôi đóng gói lên đường hơn 50 kiện hàng với 2 chuyến xe về Cần Thơ, mang giai điệu vui tươi đến cho trường học và đại lý thân thương. Gutman K160 với thiết kế nhỏ gọn, khối lượng chỉ 3,8kg, phù hợp với những không gian nhỏ, có thể sử dụng pin mà không cần nguồn điện, tiện lợi mang đi khắp nơi. Bản nâng cấp của Gutman K150 này trang bị 61 phim LED đầy ấn tượng, bắt mắt, đem lại sự mới mẻ và hứng thú khi từng ngón tay chạm vào phím đàn. Tích hợp bên trong là cảm ứng lực nhấn. Chiếc đàn này còn có những chức năng phục vụ cho việc luyện tập như metronome đếm nhịp, double voice trộn tiếng, chamber tăng giảm tông, hệt như sản phẩm tiền nhiệm của nó vậy. Đặc biệt là tính năng Bluetooth audio và Bluetooth MIDI chỉ có trên những sản phẩm cao cấp, giúp kết nối không dây với các thiết bị thông minh để học nhạc và cũng có thể biến cây đàn của bạn thành một chiếc loa di động. Bên cạnh đó, organ Gutman K160 còn có 80 bài hát demo, 300 tiếng nhạc cũ và 300 điệu đa dạng phong phú, giúp cho các bản nhạc của bạn trở nên sinh động và thú vị. Mặt sau của đàn gồm cổng nguồn USB Type-C, cổng sustain và cổng phone. Và khi mua siêu phẩm này, các bạn sẽ được bảo hành lên đến 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Minh Phụng Music luôn quan tâm đến trải nghiệm hoàn hảo của khách hàng, nên chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại điểm giao nhận để kiểm tra tình trạng của từng đơn hàng một cách chỉnh chu và cẩn thận nhất trước khi nhà xe lên đường. Nhanh chân đến ngay Minh Phụng Music để tham gia sự kiện siêu sale cực hot cuối năm, giảm giá khủng lên đến 30% cho tất cả các mẫu đàn, piano điện, piano cơ, organ và guitar trên tất cả các chi nhánh của chúng tôi, hoặc liên hệ qua hotline 0919 768606 để được tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại!